Xin chào các bạn đã đến với Tinh Mắt. Vsmart Show 3 được ra mắt vào khoảng giữa tháng 2, khoảng thời gian có thể nói là khá ảm đạm với thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam nói riêng và cả quốc tế nói chung do dịch bệnh. Tuy nhiên thì sản phẩm giá rẻ đến từ Vsmart lại khá là thành công hơn mong đợi khi được đánh giá là một trong những chiếc smartphone phổ thông đáng mua với cấu hình ấn tượng và mức giá bán hấp dẫn. Không những vậy mà mới đây Vsmart còn bổ sung thêm một phiên bản cấu hình RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong bên cạnh hai phiên bản đã sẵn có là 2GB RAM và 3GB RAM. Nhưng mà liệu đây có thể khiến cho Vsmart Show 3 thành công như là thời điểm mới ra mắt hay là không? Cùng xem video này nhé. Trước khi bắt đầu video này thì có một câu hỏi đặt ra là tại sao Vsmart Show 3 lại thành công ở thời điểm nó ra mắt như vậy? Bằng chứng nào để chúng ta có thể chứng minh điều đó? Mình có những con số biết nói có thể chứng minh cho điều đó. Đó là vào thời điểm mở bán, Vsmart Show 3 có mức giá khuyến mãi từ 1.990.000 đồng đã lập kỷ lục cho smartphone Việt Nam đầu tiên cán mốc 12.000 máy chỉ trong vòng 14 giờ đầu tiên mở bán, chiếm gần 1/3 lượng smartphone tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm này còn hot đến nỗi nhiều hệ thống phân phối phải thông báo hết hàng dù chưa được 24 tiếng đồng hồ kể từ khi Vsmart Show 3 được mở bán. Thế thì Vsmart Show 3 có đặc điểm gì đặc biệt trong phân khúc giá rẻ đầy khốc liệt mà khiến cho nhiều người lại phải đổ xô đi mua nó đến như vậy? Đầu tiên phải kể đến đó chính là con chip giá rẻ cấu hình khỏe. Bởi vì nó được trang bị con chip Snapdragon 632, tâm lý chung của nhiều người Việt của chúng ta đó chính là phải sử dụng con chip Snapdragon mới ngon được, nhất là khi mua những chiếc máy giá rẻ. Với con chip Snapdragon 632 8 nhân xung nhịp và 1.8GHz thì chắc chắn Vsmart sẽ đáp ứng tối đa được nhu cầu sử dụng cũng như là giải trí cơ bản của người dùng. Cùng với đó có hai phiên bản để lựa chọn là 2GB RAM và 3GB RAM sẽ giúp tối đa cũng như là ổn định sự đa nhiệm khi chúng ta sử dụng chiếc điện thoại này. Để dễ so sánh thì mình sẽ lấy cấu hình của con Redmi 8A, một thương hiệu điện thoại cũng có thể nói là giá rẻ cấu hình khỏe, có mức giá là 2.400.000 đồng. Nó được trang bị con chip là Snapdragon 439 với mức giá gần bằng với Vsmart Show 3 bản 3GB RAM, nhưng mà Redmi 8A lại chỉ có 2GB RAM cùng với bộ nhớ trong là 32GB mà thôi. Cái đến thì chúng ta phải nói đó chính là sạc nhanh. Tuy nhiên thì Vsmart Show 3 sẽ không có được thành công nếu như chỉ có viên pin khổng lồ 5000mAh thôi mà không có sạc nhanh QuickCharge 3.0. Chúng ta chỉ cần nhớ lại Vsmart Active 3, người đàn anh trước đó, một chiếc smartphone có đầy đủ những gì cần thiết bao gồm là cấu hình, camera, thiết kế, pin ổn trong phân khúc nhưng lại không có sạc nhanh. Chính vì điều này đã khiến cho người dùng ái ngại khi mà lựa chọn Active 3 khi mà viên pin của nó 4000mAh mà lại không có sạc nhanh nào hết. May sau là với chiếc Joy 3 này thì Vsmart đã rút kinh nghiệm của mình chơi lớn hơn khi mà trang bị cho viên pin 5000mAh cùng với đó là công nghệ sạc nhanh QuickCharge 3.0 với công suất là 18W. Điều này rất hiếm thấy với những chiếc smartphone giá rẻ ngày nay, mà nếu như muốn có công nghệ sạc nhanh như vậy thì những chiếc máy Trung Quốc sẽ cần phải bỏ ra số tiền xấp xỉ là 3 triệu đồng hoặc thậm chí hơn như thế nữa. Điều kế tiếp mình muốn nói đến đó chính là màn hình siêu to và có camera tốt trong phân khúc giá. Chúng ta sẽ không thể nói đến màn hình trên Vsmart Show 3 này khi mà nó có kích thước lên tới là 6.52 inch, độ phân giải là HD Plus cùng với thiết kế giọt nước thì còn gì bằng nữa. Có nhu cầu chơi game hay là xem phim thì Vsmart Show 3 đều đáp ứng tốt được. Nay lại có thêm một phiên bản với cấu hình 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong với mức giá 3.290.000 đồng, giảm 300.000 đồng trong 2 ngày 7 tháng 3 và 8 tháng 3, còn 2.990.000 đồng thì chắc chắn nó sẽ khiến cho chúng ta phải bỏ tiền ra mua vì nó quá ngon mà. Ngoài ra thì có một lý do nữa khiến cho Vsmart Show 3 thành công đó chính là hệ thống 3 camera của nó. Với cảm biến chính là 13MP, camera góc siêu rộng là 8MP và một cảm biến đôi chiều sâu là 2MP. Nếu như không xét về chất lượng ảnh thì với các thông số này thì chắc chắn Vsmart Show 3 đã ăn đứt các hãng smartphone Trung Quốc khác về số lượng camera. Trong phân khúc giá từ 2 triệu đến 3 triệu thì cao nhất chỉ có 2 camera là cùng, điển hình như với chiếc Redmi 8 hoặc là với chiếc Redmi 7. Cũng có một đối thủ khác, đó chính là Realme C3, cũng có 3 camera, thông số thì na ná với Vsmart Show 3, bao gồm là cảm biến chính 12MP, macro là 20MP và camera chiều sâu cũng 20MP, nhưng mà mức giá của nó lại là 2.990.000 đồng, thì Realme C3 vẫn kém hấp dẫn hơn so với Vsmart Show 3 khi được giảm giá. Tóm kết lại thì mình nghĩ với chiếc Vsmart Show 3 này chắc chắn sẽ gặt hái được thêm những thành công tại thị trường Việt Nam, với cấu hình ngon, camera ổn pin trâu và có cả sạc nhanh nữa. Nay lại còn có thêm một phiên bản với cấu hình 4GB RAM và 64GB ROM bộ nhớ trong thì với mức giá flash sale hấp dẫn là 2.990.000 đồng, giảm 300.000 đồng so với mức giá chính thức từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 thì chắc chắn Vsmart Show 3 sẽ được một lần nữa lập nên kỷ lục với số máy bán ra.
Như vậy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Và các bạn lưu ý là chỉ có 2.800 suất đặt mua đầu tiên thì các bạn hãy tranh thủ để mình là người sở hữu trước nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.